Câu hỏi đầu tiên ạ. Chị ơi, em 17 tuổi mà chỉ dùng sữa rửa mặt và kem có ok không ạ? Cái câu hỏi này thì mình khá là hoang mang. Cái phần đầu tiên á là dùng sữa rửa mặt thì ok là không có gì hết. Nhưng mà cái phần dùng kem có ok không ạ? Kem là kem gì? Kem dưỡng ẩm nè, kem chống nắng nè, hay là kem trộn? Không có được dùng kem trộn nha. Dùng kem trộn là hư da đó. Không có được nha. Thì theo cái ý kiến cá nhân của chị nha, thì á với lứa tuổi 17 của em thì em nên sử dụng sữa rửa mặt là ok nè. Sữa rửa mặt thì chúng ta lưu ý nên sử dụng các dòng có độ pH từ 4,5 cho tới 5,5 mà có thêm BHA nữa để tẩy tế bào chất hóa học cho da thì càng tốt nha. Rồi cái thứ hai là kem. Kem ở đây thì chị sẽ chia ra làm 3 loại kem. Thứ nhất là kem dưỡng ẩm, thứ hai là kem chống nắng, thứ ba là kem chấm mụn và chấm thâm. Thì kem dưỡng ẩm thì em lựa chọn loại nào mà không có silicone nè, không có cồn, không có hương liệu cho da là được rồi. Kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 cho tới 50 cộng nha. Và chị đang xài loại này. Loại này có tên là La Roche Posay. La Roche Posay nha em. Đó, em có thể mua ở các nhà thuốc nè, hay là ở trên Shopee chẳng hạn, Lazada này nọ được hết nha. Chỉ số là 50 cộng. Cái loại này chị thấy nó thấm khá là nhanh, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không cồn, không hương liệu, không có bị cay mắt, và thích hợp cho da khô. Thì Quỳnh cũng có tham khảo qua một vài thông tin. Thì Quỳnh nghe nói á là cái chỉ số chống nắng này nè, từ 30 tới 50 là ok nhất. Tại vì cái độ của chống nắng của nó cũng không có chênh lệch nhau nhiều á, mà nó không có làm gây bí da mọi người. Ví dụ như mọi người sử dụng chỉ số chống nắng 80, 100 gì đó thì cũng ok, nhưng mà nó đặc quá, nó gây bí da nè, sinh ra mụn và một vài vấn đề khác nữa, cho nên là sẽ không hoàn toàn là tốt nhất cho làn da của các bạn. Nên là sử dụng tầm 30 cho tới 50 là ok nhất nha.